20,000 on a bus down, a bus down. I'm on my way, I'm going up now, up now. And I ain't never gonna touch down, touch down. Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn, từ trẻ con đến người già, từ con gà đến con chó đã quay trở lại với channel, cũng như là bỏ ra một quãng thời gian vô cùng quý báu để nghe mình xăm lìn. Theo như tình hình hiện tại mình thấy thì với sự ra mắt của Roger, rất nhiều tướng tốt đã bị lép vế. Tuy nhiên điều này không hẳn là đúng với một số attacker. Những attacker đó hiện giờ vẫn còn đủ khả năng để trụ vững trước các gãy hiện nay. Thì hôm nay mình muốn mang đến cho các bạn top 7 attacker mà theo như mình thấy hiện giờ đang là tốt nhất game nhé. Top 7, Kuzan V2. Không phải sự linh hoạt, cũng chẳng phải khả năng xúc sát thương. Sức mạnh thật sự của Kuzan V2 đến từ khả năng đóng băng diện rộng và cũng như đóng băng liên tục, khiến nhiều kẻ địch khóc thét vì thậm chí chưa kịp làm gì đã chết rồi. Khi dùng Kuzan V2, các bạn hoàn toàn có thể đóng băng kẻ địch từ xa, sau đó tiến lại gần và liên tục đóng băng những kẻ địch xung quanh với kỹ năng 1. Từ từ và cuối cùng bùng nổ, tiện tất cả những kẻ xấu số đó lên bạn. Bên cạnh khả năng khống chế liên tục này, Kuzan V2 cũng có nội tại giúp hồi máu khi tấn công các kẻ địch bị đóng băng, và đồng thời cũng có một nội tại khác giúp chống sốc sát thương. Chưa hết, Kuzan V2 còn có tỷ lệ rất cao đóng băng kẻ địch nếu ông bị tấn công. Điều này biến Kuzan V2 thành một attacker toàn diện trong cả công, cả thủ. Top 6, Dâu Trắng V2. Không chỉ diện rộng mạnh nhất game, đồng thời đi kèm khả năng cộng dồn liên tục hai chỉ số tấn công và phòng thủ, Dâu Trắng sống càng lâu, ông càng trở thành một pháo đài. Chưa kể bên cạnh đó, mỗi đòn đánh cuối cùng của Dâu Trắng có tới 50% tỷ lệ gây chấn động. Một hiệu ứng khống chế phải nói là gần như mạnh nhất trong giải hiệu ứng khống chế. Dâu Trắng có thể khống chế liên tục mà không cần đến kỹ năng. Tuy tỷ lệ nó hơi nhân phẩm một chút, nhưng điều này khiến Dâu Trắng trở thành một cơn ác mộng đối với bất kỳ ai. Dù chỉ dính một khống chế của ông thôi cũng có thể dẫn đến hậu quả kẻ đó đứng im chịu trận trong suốt khoảng thời gian về sau. Tuy nhiên, đánh đổi lại cho khả năng gây sát thương mạnh mẽ, Dâu Trắng không được tốt lắm về khả năng phòng thủ. Ông không có nội tại hồi máu. Bên cạnh đó, tuy có nội tại giúp không thể bị ngắt quãng hay đánh ngã cũng như giảm sát thương, nhưng nội tại này lại quá phụ thuộc vào đồng đội. Chưa hết, Dâu Trắng mất khá thời gian để đạt được đưa tới ngưỡng tối đa sức mạnh. Vì vậy nên yêu cầu người chơi phải khá cẩn thận trong giai đoạn đầu với Dâu Trắng. Nhưng một khi ông đã đạt được ngưỡng sức mạnh này rồi, ông sẽ không thể cản phá. Top 5, Sabo. Sở hữu sát thương cao và khả năng liên tục gây thiêu đốt lên đối phương, Sabo chính là cơn ác mộng của những tướng nào có chống sốt sát thương. Bởi vì một máu được giữ lại sẽ bị thiêu đốt ngay lập tức. Điểm làm Sabo trở nên sáng giá nhất chính là tầm đánh xa và cũng như khả năng kháng hoàn toàn hiệu ứng những tướng mà hiệu ứng vô cùng khó chịu, thậm chí là nguy hiểm như Kuzan với đóng băng, Big Mom với sốc điện, Marcel Lang với trúng độc hay Hancock với hóa đá, vốn là cơn ác mộng với rất nhiều người. Nhưng giờ cũng chỉ như trò cười trước Sabo, bởi vì Sabo đâu có dính cái nào đâu. Bên cạnh đó, tầm đánh xa và cũng như tốc độ xuất chiều nhanh cũng là điểm mạnh chí mạng của Sabo, khi thậm chí có thể đánh ngã và hạ gục kẻ địch ngay khi chúng chưa chạm vào người. Chỉ có một điểm yếu duy nhất của Sabo, đó là các đòn đánh xa này thi thoảng sẽ bắn hụt nếu các bạn không khăn nhé. Nên là các bạn nhớ khăn cẩn thận trước khi bắn. Top 4, Rally. Bốn đã xuất hiện từ lâu và chưa bao giờ mất vị trí đứng đầu của mình. Ray có khả năng độc nhất vô nhị, đó là dịch chuyển, gây choáng và tăng tới 70% tấn công khi Perfect Dodge thành công, thứ làm nên tên tuổi của ông. Nhưng sức mạnh của Rayleigh có phát huy được tối đa hay không lại thật sự phụ thuộc vào việc người chơi có thể thực hiện được Perfect Dodge hay không. Nên hiện nay Rayleigh đã bị tụt một chút so với ngày xưa với sự ra mắt của Roger, nhưng trong tay một người chơi lão làng, vụ bóng tối luôn luôn là một tử thần có thể lấy đi sinh mạng của bất kỳ kẻ nào mỗi khi chúng phạm sai lầm. Top 3, Luffy. Mang cho mình hai khả năng khá ung thư, đó là chống hồi máu và hoán đổi vị trí. Luffy dường như là counter hoàn hảo đối với hầu hết mọi kẻ địch. Blaine Roger mãi không chết, chống hồi máu. Oda thì cứ cướp được cờ lại hồi một cục máu, chống hồi máu. Bạn đánh Zoden hay đánh Kaido xong nó lại hồi sinh, đơn giản chống hồi máu. Đó, và cứ như vậy Luffy khắc chế được hầu hết các tướng cũng nhờ vào khả năng này, khả năng chỉ riêng mình Luffy có. Bên cạnh đó, chiêu thức hoán đổi vị trí cũng là chiêu thức mang lại nhiều pha play khá chất, khi có thể hoán Defender ra khỏi cờ để vô hiệu hóa khả năng giảm sát thương, hay giật Runner ra khỏi vùng cờ để ngăn cho nó cướp cờ, hay cũng đơn giản là câu kẻ địch về để cả đội có một khoảnh khắc liên hoan sắc thịt với thằng dầu số chẳng hạn.
Và với tất cả sự đa dụng như vậy, Buffy thật sự xứng đáng đứng ở hàng ngũ top 3 attacker. Top 2, CP0, Rob Lucy. Mỗi khi nhắc đến CP0, người ta lại nhắc đến một con quái vật với sức sát thương khủng khiếp, mang cho mình nội tại cộng dồn tới 50% tấn công và có thể cán mốc cực kỳ dễ dàng thông qua các đòn đánh thường. CP0 hạ gục tất cả những kẻ nào ngáng đường hắn. Ngoài ra, tốc độ đánh nhanh kèm khả năng di chuyển rất xa, đi cùng với bộ kỹ năng 4 triệu đa dạng, bất ẩn phát hiện, dịch chuyển và gây sát thương, và không hề kém cạnh bất kỳ kỹ năng nào khác về khả năng hạ sát. CP0 luôn luôn lựa chọn hàng đầu khi nói về attacker. Một attacker đa dụng, vừa gây sát thương, vừa có khả năng cấp cờ và vừa có khả năng khắc chế những kẻ địch khác. Và chúng ta cùng đến với top 1, Red Rosa Zoro, hay Zoro đỏ. Vị trí đứng đầu thuộc về Red Rosa Zoro hay Zoro đỏ. Giống như một phiên bản hoàn hảo của một EX, Zoro sinh ra với toàn bộ những gì một attacker cần. Có tầm đánh xa, có sát thương cao và còn có thể giảm sát thương rất mạnh từ địch lên tới 50%, cũng như đi kèm với khả năng tụ hồi máu, giảm hồi chiêu và các đòn đánh, còn cái sát thương chí mạng. Zoro giống thật sự giống như mình vừa nói, Zoro là một phiên bản thu nhỏ hoàn hảo của một EX, có tất cả những gì nó cần. Đi đằng thứ hai của Zoro có tầm xa không tưởng, trong khi sát thương nó lại cao vút, dù mang lại những pha xử đẹp quân địch mà thậm chí địch chả hiểu vì sao mình chết, bởi vì kỹ năng được bắn từ những góc mà không ai có thể ngờ đến được. Bên cạnh đó, nội tại giúp giảm sát thương rất mạnh, đi kèm khả năng xuất sát thương ngược, giúp Zoro không hề run sợ trước bất kỳ EX nào và trở thành một trong những top counter của Roger. Tất nhiên, các tướng và xếp hạng kể trên hoàn toàn là quan điểm cá nhân của mình, thế nên không thể tránh khỏi những sai sót, và mình cũng chỉ đi tổng quan các tướng, chứ mình cũng không đi chuyên sâu. Thế nên nếu cái này có tương khắc với quan điểm của bạn nào thì các bạn thông cảm cho mình nhé. Nếu các bạn có góp ý gì, hãy cho mình biết ngay ở dưới phần bình luận. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.